mua kem chưa ạ? Kem nha. Chị có. Hôm nay còn chạy ra kìa. Wow, kem ấy ngon thế nhá. Chị á, chưa được ăn kem hộp như này bao giờ đâu. Kem người mẹ mua. Em mua ở bên kia đấy. Là ngon thế. Ngọt đúng không? Ui, ngon nhỉ. Ngon. Mình nói như thế mà nó không cho mình ăn. Em đuổi đi mà. Em đang ăn cơm mà. Siêu nhân ạ. Em phải biết ngay mà. Siêu nhân ạ, kiểu chín cho chị ăn đấy. Ngồi kia mày ngon nhục. Em chịu một tí ăn một thịt. Chị ăn thử nhớ nhá. Ủa, chị chưa bao giờ ăn cái kia. Ôi, nó sẽ mịn chưa. Nó thật định không. Ngon thế. Trứng nhất xu luôn ấy. À, một kem xong nhá. Tí sang nhà chị nhá. Chị có bánh cho em ăn đấy. Nhìn nhá. Đây. Đến xe chị đèo. Đến xe chị đèo lên. Trời ơi. Tí nhá. Bạn đi chơi á. Sáng ra được sáng thôi. Ngồi lên đây. Bà chị mình đạp nhá. Chị ngồi đằng sau nhá. Rồi chị đi xe để chơi lắm tiên ra mẹ. Nhá. Ơi, một em với. Được. Cô chị đi cùng à? Có chứ. Nhưng mà không ngồi chỗ nào. Thôi được, chị đẩy em. Hai chị mình đi chợ. Đây là chúng mình cùng nhau mua tốc độ nhá. Chị nhau của chúng ta. Mình và subscribe cho mình nhé.